vì sao? Điều gì đã khiến thế gian xoay vòng? Vì sao hằng đêm có người thương? Vì buồn hay vì nhớ? Vì người đã suy hay vì nghĩ về ai? Giấc mơ của em là những ấm em hạnh phúc. Mặt trời lấp lánh ngã vào anh mà kiểu đúng hay sai. Em vội bước đến thật chiều đến anh còn em ước mong của em đấy. Chẳng biết anh liệu có thấy gian đơn thế chỉ thôi. Em đã thương anh từ trong giấc mơ của em là những ấm em hạnh phúc. Quên hết lắng lo một phiền và đôi tim ta chung một nhịp.